trái đất cùng muôn vật muôn loài đều do Chúa quản cai. Khắp hoàn cầu cùng hết mọi cư dân đều do Chúa là vua. Nền trái đất, người dừng trên biên rộng, đất vương vàng trên làn nước mênh mông. Kinh lạy Chúa, đó chính là dòng dõi ai hiền lương. Từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân của Ngài. Trèo núi Chúa và sông trong thánh đài, hỏi ai sẽ được đây? Đây là người bàn tay chẳng vô nhớ, lòng thơ giữ sạch trong. Tranh đường hướng gian ngon. Kinh lạy Chúa, đó chính là dòng dõi ai hiền lương. Từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân của Ngài. Người như thế được lãnh muôn phúc lành từ tay Chúa rộng ban. Hồng ân tràn cuộc sống là do Chúa thương công. Dòng dõi đó hằng tìm thánh nhân người và kiêm tìm cho nhà Israel. Kinh lạy Chúa, đó chính là dòng dõi ai hiền lương. Từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân.